đẳng cấp, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm của mình. Lại có thêm một điểm nữa được ghi cho Thái Lan. Chúng ta đã đánh mất đi một, lại không thể bảo toàn được chiến thắng. Vẫn còn. Những pha kết thúc của Hà Ngọc Diễm có lực nhưng thực sự không quá nguy hiểm. Điểm số được cân. Đập bóng quá mạnh. Người đã ghi điểm đó là Pimpicha. Vẫn còn. Người vừa kêu bóng là Ngọc Hoa. Và cuối cùng thì pha bóng giằng co đã kết thúc của Việt Nam. Những pha đập bóng của Hà Ngọc Diễm không thực sự quá nguy hiểm. Những pha kết thúc. Vào sân để thay cho Hồng Đào và chủ công Đinh Như Thúy vào sân để thay cho Đoàn Thị Xuân. Tuy nhiên những sự thay đổi này đều không mang lại hiệu quả. Thái Lan đã tạo ra cách biệt 5 điểm. Quả đập quá mạnh với đội chủ quản là Vĩnh Long khi mùa giải này khép lại. Vẫn là lỗi chuyền 1. Mười 6-8 và hạt trong trận đấu thứ 3. Rất hay. Đó là tình huống kết thúc của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Những pha phối hợp tổ chức phản công của đội tuyển Việt Nam. 3-15. Quá hay. Quả đập quá mạnh của Thái Lan và chúng ta đã không thể phòng thủ thành công. Họ đã có được điểm số thứ 25 và giành chiến thắng ở trong hai, qua đó vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số chung cuộc là 3-0. Một trận thắng không quá vất vả của. Iran đang có những cầu thủ có chiều cao rất tốt. Và mới đây thì Iran đã đến dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Iran cách đây 3 tháng. Iran đang cho thấy một sự tiến bộ rất lớn của mình ở giải lần này. Họ đã chơi ngang ngửa với Việt Nam và chỉ chịu thất bại với tỷ số sát nút là 2-3. Một pha phối hợp lỗi nhịp của cầu thủ Iran. Chặn bóng không thành công. 6-2 cho Thái Lan. Đập bóng rất hay. Vừa rồi là pha kết thúc của Pimpicha.
sẽ là một trong bốn đội bóng mạnh nhất của khu vực châu Á, ngang ngửa với các đồng nghiệp của đội tuyển Nam. Đội tuyển bóng chuyền Nam của Iran là một trong những đội bóng mạnh nhất của châu Á. Tuy nhiên, đội bóng chuyền nữ của nước này và kết thúc sau vạch 3m rất mạnh. Thêm một điểm nữa. Thêm một điểm nữa được ghi cho Thái Lan. Và hạ thuật lần đầu tiên của set 1. Châu Hoàng trận đấu thứ 2. Rất hay. Thêm một điểm nữa được ghi cho đội tuyển Thái Lan. Rất mạnh. Và cuối cùng cũng đã được ghi cho đội tuyển Thái Lan. Rất mạnh. 21-19.